Ngày 28 tháng 6, Công an thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thông tin, đơn vị đang tiếp tục điều tra vụ nữ tài xế lái ô tô tông hàng loạt xe máy khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương. Theo công an, nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn liên hoàn là Trần Thị Thu Thanh, sinh năm 1987, ở đường Lê Lợi, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu. Hai nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn nêu trên được xác định là hai mẹ con, người mẹ sinh năm 1951, người con sinh năm 1981, trú tại đường Phạm Hồng Thái, phường 7, thành phố Vũng Tàu. 5 nạn nhân còn lại hiện được điều trị tại bệnh viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trước đó, hơn 21 giờ ngày 27 tháng 6, ô tô 4 chỗ biển kiểm soát Bà Rịa Vũng Tàu chạy hướng từ đường Lê Hồng Phong đến Nguyễn Văn Trỗi. Khi tới ngã tư, chiếc xe ô tô va chạm với một xe máy trên đường rồi tiếp tục tông hàng loạt xe máy dừng đỗ đèn đỏ. Sau khi va chạm với hàng loạt xe máy, ô tô tiếp tục tông vào trụ đèn bên đường Lê Quý Đôn rồi dừng lại. Tại hiện trường, xe máy nằm la liệt trên đường, phần đầu ô tô bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông, đồng thời điều động xe cứu thương đến hiện trường, đưa các nạn nhân còn lại đi cấp cứu. Nữ tài xế ô tô đã được lực lượng chức năng đưa về phường để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra. Sau bữa ăn trưa ngày 27 tháng 6, 70 công nhân của nhà máy đóng tàu sông Cấm, thành phố Hải Phòng phải nhập viện cấp cứu. Thông tin ban đầu cho biết, sau bữa ăn, nhiều công nhân đã có biểu hiện bất thường như đau bụng, buồn nôn, nổi mẩn ngứa ngoài da, tình trạng nghi ngộ độc thực phẩm. Ngay lập tức nhà máy đã đưa các công nhân này đến bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp để cấp cứu. Bệnh viện đã huy động tối đa bác sĩ, cán bộ y tế tham gia cứu chữa cho các công nhân. Bước đầu các bệnh nhân này đã được sơ cứu kịp thời, không có trường hợp nào rơi vào tình trạng nguy hiểm và đang được tiếp tục theo dõi và điều trị cho đến khi sức khỏe ổn định. Hiện nhà máy đóng tàu sông Cấm đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân. Thời gian qua, tại nhiều địa phương trong cả nước liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động thương tâm. Gần đây nhất, cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi nổ khí công nghiệp ở xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang khiến 2 người tử vong. Trước đó vào khoảng 16 giờ 27 phút ngày 27 tháng 6, tại công ty trách nhiệm hữu hạn khí công nghiệp và vận tải Bắc Giang, thôn Đồng Quan, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang do ông Trương Văn Tê làm giám đốc đã xảy ra vụ nghi nổ bình khí công nghiệp làm 2 người chết. Thông tin ban đầu, 2 nạn nhân tử vong là NNT sinh năm 1963, trú tại Thọ Sương, thành phố Bắc Giang và Hoàng Văn Hải, sinh năm 2000, trú tại Bảo Lâm, Cao Lộc, Lạng Sơn. Ngay khi tiếp nhận tin, cơ quan công an đã chỉ đạo các lực lượng tiến hành bảo vệ hiện trường. Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Phòng An ninh Kinh tế phối hợp với Công an huyện Đại Từ đang làm rõ hơn 2.000 sản phẩm là thuốc bảo vệ thực vật và phân bón không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp. Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng An ninh Kinh tế nhận thấy có những biểu hiện bất minh trong hoạt động thường ngày của LBT, sinh năm 1994, trú tại xã Văn Yên, huyện Đại Từ. Ngày 4 tháng 6 năm 2024, Phòng An ninh Kinh tế phối hợp với Công an huyện Đại Từ tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện tại nhà riêng LBT tập kết nhiều thùng các tông chứa các chai nhựa và túi ni lông màu trắng. Nhãn mác của những chai nhựa và túi ni lông đều in chữ nước ngoài, không có tem nhãn mác phụ. Số hàng hóa trên gồm 1.039 chai nhựa loại 100ml, 200ml, 300ml, 1.000ml chứa dung dịch chất lỏng, 1.200 túi ni lông màu trắng chứa chất bột. Làm việc với cơ quan công an, LBT khai nhận toàn bộ số hàng hóa trên là thuốc bảo vệ thực vật và phân bón đã mua trên mạng xã hội về bán để nhằm mục đích kiếm lời. LBT cũng không cung cấp được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đại Từ thụ lý, điều tra giải quyết theo quy định của pháp luật. Công an quận Lê Chân phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự và Phòng Cảnh sát Cơ động Công an thành phố Hải Phòng vừa phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ một khối lượng lớn heroin và ma túy tổng hợp. 2 đối tượng bị bắt giữ gồm Châu Trấn Hòa, sinh năm 1994 và Phạm Thị Quyên, sinh năm 1967, mẹ đẻ của Hòa, cùng ở quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Phương thức hoạt động phạm tội của 2 mẹ con Quyên và Hòa khá tinh vi. Các đối tượng thuê phòng trọ tại quận Lê Chân, Hải Phòng, làm kho bí mật, cất giấu ma túy và chỉ giao dịch khi có khách quen. Trước đó, khoảng 19 giờ 20 phút ngày 14 tháng 6 năm 2024, tại phòng trọ của Quyên và Hòa, Công an quận Lê Chân đã bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi phạm tội về ma túy, thu giữ 4 bánh heroin, 1 xe máy, 3 điện thoại di động, 1 chìa khóa và số tiền 33 triệu 800 nghìn đồng. Khám xét khẩn cấp nơi ở, thu giữ tiếp 8 bánh heroin, 2.500 gói ma túy nước vui cùng nhiều loại ma túy khác. Như vậy, tổng lượng ma túy thu giữ trong chuyên án là 11,9 kg ma túy các loại. Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được,
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Lê Chân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Châu Trấn Hòa và Phạm Thị Quyên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Lê Chân đang hoàn chỉnh hồ sơ chuyển đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.